Quý vị thân mến, tại miền Tây Nam Bộ của nước ta có rất nhiều loại bánh dân gian. Đến nay, những loại bánh này vẫn giữ được sự tinh túy bởi người làm bánh luôn coi trọng hương vị truyền thống. Với tình yêu đặc biệt dành cho bánh dân gian thì một cô gái trẻ ở thành phố Cần Thơ đã quyết định khởi nghiệp và khoác áo mới cho hàng chục loại bánh, thu hút thực khách xa gần, tay ngang đến với nghề. Nhưng chính sự tâm huyết và sáng tạo của mình, cô gái 9X này đã dần dà chinh phục thị trường trong nước cũng như là một số nước lân cận. Từ những loại bánh truyền thống, qua sự sáng tạo của cô gái này, tất cả khoác lên mình chiếc áo mới. Bánh da lợn ngàn lớn, bánh da lợn cuộn hay bánh da lợn mini kết hợp cùng bánh bò. Đây là ba trong số hàng chục loại bánh mà chị Võ Thị Bích Như, ngụ quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ đã tạo nên thương hiệu của riêng mình. Ban đầu thì mình chỉ làm từ cái kinh nghiệm truyền thống của mẹ mình thôi. Nhưng mà khi mà mình học hỏi từ các trang mạng của nước ngoài, rồi mình đi siêu thị này nọ, mình thấy nhiều mẫu mã đẹp và mình tự lên cái ý tưởng là mình sẽ thay đổi mẫu mã về các loại bánh của mình. Và khi mà mình ra cái mẫu mã cái da lợn cuộn này là lên mình đưa lên Facebook thì rất là nhiều người khen, khách hàng khen, rồi về cái mẫu mã thì nó đẹp, nó lạ, mà cái hương vị của nó thì nó vẫn giữ được cái vị truyền thống. Vốn có công việc ổn định sau khi tốt nghiệp đại học ngành nông học, nhưng lại đam mê nghề làm bánh truyền thống. Vào năm 2019, chị Như quyết định nghỉ việc để theo đuổi ước mơ. Bắt tay vào khởi nghiệp, chị Như giữ nguyên cách làm thủ công xưa nay do mẹ truyền lại, nhưng chú trọng vào sự thay đổi hình dáng và mẫu mã. Cô gái 9X này đã tận dụng các màu sắc từ tự nhiên như màu xanh của lá dứa, màu cam của trái gấc, màu tím của lá cẩm hay màu xanh dương của hoa đậu biếc để tạo nên từng chiếc bánh nhỏ xinh, không chỉ ngon mà còn vô cùng đẹp mắt. Vất vả hơn rất là nhiều. Ví dụ như mà mình làm cái bánh da lợn truyền thống á, mình mất chỉ khoảng 60 phút thôi. Thì cái khâu chuẩn bị nguyên liệu để ra một cái thành phẩm của bánh cách ăn như bây giờ thì khoảng 2 tiếng rưỡi. Là nó gấp khoảng 1 lần rưỡi á, so với cái lượng thời gian so với cái bánh truyền thống. Để đổ loại bánh này thường rất cực công, mỗi lớp bánh rất mỏng. Cứ sau khoảng 2 phút thì đổ lớp tiếp theo. Việc canh thời gian để đổ lớp quan trọng, vì nếu chín quá, bánh sẽ bị trổ mặt. Nhưng nếu chưa chín thì các lớp sẽ dính hòa vào nhau. Cái mẫu mã truyền thống thì hình như là đâu đâu cũng có, mà mình muốn thay đổi cái mẫu mã này để chinh phục được nhiều khách hàng khó tính hơn, như là những các ngay cả các bạn trẻ bây giờ vẫn thích những cái chiếc bánh truyền thống của miền Tây Nam Bộ mình. Mỗi tháng chị Như xuất xưởng hơn 500 kg bánh, giá bán từ 100 đến 120 ngàn đồng một ký, tùy loại. Nhờ đó đem lại thu nhập hơn 20 triệu đồng. Hiện bánh chủ yếu được bán thông qua trang mạng xã hội và xuất bán sang nước ngoài như Campuchia, Hàn Quốc hay thị trường Macau. Trong xu thế phát triển hiện nay, quà bánh không thể thiếu, nhưng những chiếc bánh dân gian, đặc biệt bánh được cách tân mẫu mã nhưng vẫn giữ được hương vị truyền thống, góp phần giới thiệu ẩm thực Việt đến bạn bè quốc tế.